Mới cậy mấy con oyster xong rồi, hào sữa đó các bạn. Coi con này nó bự mất mùng luôn, mấy này còn bự quá phải luộc thôi. Bự quá bự đây, mùng 3 Tết ăn cho nó mát rồi, hổm giờ nhậu hoài nóng mình rồi. Trời bự quá luôn, bằng tay luôn. Mấy con này luộc á, ấy quá bự quá, thấy nó ngán. Là mấy con cho mát rồi giải giải độc tố á, 3 ngày Tết á. Mấy con sò nữa nè, luộc luôn. Bè vê trúc vào hũ luôn. Này mùng 3 Tết làm món gì đây? Mình mới đi mùng 3 ở Việt Nam, ở đây là tối sáng mùng 4 rồi. Mùng 3 là ăn nước thôi. Hả? Còn mùng là còn ăn à, đúng không? Đây là bên này mà đủ đủ tay heo ở cái lấy á. Good good good, bỏ tay heo rồi nhồi má lan nữa rồi. Mùng 3 mà mai cũng tàn hết luôn rồi. Làm vài món sương sương cho đỡ buồn xứ người Tết. Xào gì mâm?
món gỏi hấp dẫn thế nè, gỏi lỗ tai heo đúng là ba ngày Tết luôn. Món chính là món gỏi hả? Ê còn cua nữa em, gặm cua. Ê. Gọi được hai dĩa nữa hả? Gọi được hai dĩa luôn. Ôi nhiều quá chắc. Khỏi lấy cua đây hả? Rồi mùng 3 Tết lại khái bao nhiêu đây đi? Chữ lửa đây. Ôi Hào đây ăn con, đáng con á. Đây. Mùa đông đó, nó không có béo nha. Nó sực sực mới ngon. Có con cũng được rồi không? Đó. Trong trường là you have to listen. Không, mục đích bên này mình bỏ vô, mình bỏ vô trong cái chỗ này mà cho nó have to. 7 giờ sáng là nó phải giờ mới quay trong trường. Đâu gì nó thích đó, nó thích thôi. Nó không thích, nó sợ mặt nét. Vô chị Tiền, cô cho chị Tiền ra vô một cái mùng 3 Tết ra. Ủa Nha Trang khách du lịch gì mà phô hết khách sạn ấy, nhà hàng phô hết luôn. Cái gì mà, gì nó giờ đông mà. Kê phô hết luôn, phô từ sáng tới chiều tới tối luôn. Ồ, phải không? 7 giờ tối mà không nhận khách mà. Để thành thủ mở nhà hàng kế. Đón xuân mùng 3 Tết đó. Đón mấy khách mà mới vô không được á. Mời các bạn mùng 3 Tết coi. Nóng nó liền chứ. Nóng nảy quá, vì ăn mấy oyster để cho nó giải độc. Còn đông đá. Nó kêu không ngoài. Việt Nam mình nhiệt tình. Mời rất là nhiệt tình. Nó ra hẳn bên ngoài lắc kẹp hơn chứ. Đứng ngoài đó, nắm tay cái quần rồi háo lùi vô. Hả? Đây hả? Hồi xưa rồi chứ bây giờ hết rồi. Mình về làm bằng cái quán rồi. Cái mất hồn luôn. Cái dãy phía trên còn chứ chỉ có một hai quán dưới chỗ mình là không có thôi. Dãy ở nhà dưới Cúc Chị Tiền 3-4 quán là nhà hàng lớn nó có thương hiệu rồi. Nó không cần kéo gì, người ta tới đó tự tới. Mấy cái quán ở phía trên đầu mình đang đi nó xong ra giữa đường như nó lôi lôi vô luôn. Cái này nãy mở mắm vô phải không? Bỏ rồi nhưng mà mua bếp hay để thêm cho bác nó sửa mắm thêm. Đây đây đây. Miếng nè. Phần này rồi. Đủ heo. Mùng 3 Tết mà cũng mồi cũng về luôn, muốn gì nữa. Để làm cái về làm mở nhà hàng được không? Món này muốn Tết nè. Được. Không, muốn Tết được phải không? Được. Được không? Ừ. Dạ. Nộn lên đó đó. Dạ. Cô bạn quen quốc nhà. Nhà bạn. Nhà bạn. Ủa đống đá cứng ngắt luôn trời. Ôi trời nó tan quá, nãy quên rồi. Tôi đi giờ này chạy số cả một tuần mà. Dạ. Cảm ơn Hương chịu nổi rồi. Lần đầu tiên mà tốn qua uống rượu không? Mình xách xuống chai rượu, sau đầu cái dưới đó còn rượu chát không, một bức rượu chát. Ô, tối nó vừa nó nóng. Mà thấy mặt hơi đờ đẫn. Từ hai bên này. I love the color. Yeah. Cái này cam chỉ lên chín được không? Chín được. 25 đồng tất cái cam chỉ. Cái vỏ nó thấy sợ luôn á bởi vậy. Khó lắm. Đây nè, nước nước sốt đây nè. Cái này cũng gọi này gì? Cái này chị Đan là chính dương. Nó luôn vậy. Nó luôn á. Tại em thấy mấy cái vỏ thì kinh quá bởi vậy. Cái này ăn sống rồi được. Ngon lắm, tại vì mùa đông nó không có sữa, nó giòn. Dạ. Happy New Year again. Cái này là người ta cho, chứ đâu phải mua đâu. Cũng đâu có bán nữa đâu. Này người ta cho bởi vì người ta bắt ở con bự tùm tùm ta bá không à. Cho cái phòng thái lai nhưng mà tại sao cho tại vì là cái này là mắm đi mua cái này ăn giống như là ấy đó, đây ăn lấy con đã ăn
giống như ice cream á, cái đó ăn được rồi đó, còn đó đó review cái coi. Hy sinh trước đó. Đó đó, còn đó đó. Nhớ kéo dài được trước khi mặc lắm chứ, người dùng cho ăn hồ sẽ xanh không? Tại vì có cái muỗng kìa, lấy muỗng kẹo ra. Ồ, tại vì nó còn đông đá đó. Nó mềm. Được. Quá trời ơi. Tại vì mà hết một con dữ luôn. Cái màu đỏ mà mặc ăn cho nó mát. Ồ, ba ngày Tết này uống rượu bia nhiều quá. Ba mấy nghe. Mấy con ở dưới hình như nó mềm á. Cái gì làm cho mày ok làm con này mày ấy cái ra nè, làm con này mày hấp cái ra muốn nữa chính giữa đó hơn ba ngày Tết cũng có oyster đã mà phét nữa chứ. Wow, mời các bạn mới ra. Ăn được hết rồi, mềm mềm lắm. Quá đã. Quá cái mùa gặp cua đi, ô cua vàng trái luôn nè, gặp vàng trái luôn á, gặp được nha. Vô vô miếng á, miếng gặp cua. Tại biết sao uống bia gặp cua mới ngon. Bởi vì ở bên này cho là âm 2 độ 3 độ mấy thì lạnh, nhưng mà ở Việt Nam 15-16 độ thôi là bắt đầu ở tay chân luôn rồi. Tại vì khi mà em ở trong nhà, cái cửa mở ô nó lạnh. Chỉ có ngoài Bắc nó xuống 10 độ thôi là người ta đã muốn chịu. Quá lạnh rồi, người ta chết lạnh nhiều. Nhưng mà em là vậy, ở dưới mình thì chạy lên Đà Lạt cho mát 15-16 độ. Người ta cười, hai rồi này nọ. Khi nó cứ dồn vậy tôi. Biết mùng 3 Tết ở Việt Nam như thế nào vậy? Mùng 3 Tết ở đây thấy giờ tiêu điều qua lá, cắm máy que. Hả? À, cắm máy que. Mùng 3 Tết bên này cắm mấy người thôi. Mấy người, chung vui mấy người đó. Chúng ăn miếng ớt vô nó cay trời má tao. Bye bye, mùng 3 Tết.